Lấy vợ bao nhiêu năm thì ly hôn? Được hơn 2 năm. Có thể là em đi làm á, ít ở nhà và nhiều khi mình có những mối quan hệ như ăn nhậu á, đó 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 cái thì đó dẫn là cái đến vấn nguy đề hiểm đó. nhất luôn á. Có thể trong khoảng thời gian đó đối với bạn thì bạn nghĩ là bạn đã có sự chăm sóc rồi, nhưng mà cái người phụ nữ họ cần nhiều hơn như vậy. Khi mà con em có hơn 8 tháng là em phát hiện là ảnh có người ở bên ngoài rồi, xong em cũng vẫn chịu đựng tại vì con. Hiểu luôn rồi, đó là những cái lý do mà nhưng mà người em ta nghĩ là chia em tay. cũng có khuyết điểm, có lỗi trong đó. Em Lỗi không biết gì? cái này là ưu điểm hay là lỗi nữa, nhưng mà em nghĩ nó là lỗi á, tại vì em lo cho gia đình, cho chồng quá nhiều, mà cái bản thân của em thì em lại quên đi, tại nhìn em lúc đó nó cũng lởm thởm lắm. Đúng. Đúng, chính xác. Em lên đây là để tìm một người mà em cảm thấy thật lòng, thấy đủ niềm tin. Nhưng mà đối với anh thì anh có nhiều cái điểm rất là tốt, nhưng mà có một cái điểm mà em rất là lo lắng, nên là em không thể nào em bấm nút được ạ. Em tên là Phạm Thị Mai Hiền, năm nay là em 38 tuổi ạ. Quê em ở Bình Dương. Hiền làm gì Bình Dương Hiền? Dạ em là giáo viên dạy môn mỹ thuật cấp trung học cơ sở ạ. Tôi tên là Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1986, hiện thì đang sống ở Bến Cát, gia đình thì ở Dầu Tiếng, sinh ra lớn lên thì ở Bình Dương. Hiện tại thì đang làm giám sát của nhà máy Nutifood và có kinh doanh thêm bên ngoài. Mình nói một chút về điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe đi Dũng. Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, ngoại giao nhiều, nấu ăn ngon và cũng biết chơi nhiều môn thể thao, nhưng mà chơi không giỏi thôi. Miễn có chơi là được rồi, Dạ. chơi cho nó khỏe thôi được ha. Điểm yếu thì về em kinh doanh rượu nên với công việc nữa nên cũng hay hay nhậu và hay mềm lòng. Mềm lòng cái gì? Ví dụ như là người ta mà năn nỉ mình cái gì đó thì mình sẽ giúp liền. Với mềm lòng cái vụ đó còn mềm lòng vụ gì nữa Dạ không. không? Mềm lòng quá là không được nha, cái vụ khác không mềm lòng được á. Dạ. Có vợ mà mềm lòng là mệt lắm á Cái nha. Ừ, rồi đó em thì mời nhà có gái. rồi, nào nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, trong công việc thì em cũng rất là tập trung, rồi em cũng có nhiều cái thành tích trong công tác giảng dạy. Rồi em thì vui vẻ hòa đồng, em thấy là sao em cũng sống được hết. Không, cô giáo là được rồi, cô giáo là tôi chấm rồi đó, Dạ còn cảm chưa ơn nói cái anh vấn Bình đề Minh gì hết, ạ. cô giáo là được rồi, Là không cô quan giáo tâm dạy gì mỹ nữa. thuật nữa chứ, Đúng rồi, trời ơi. Dạ em chào rồi anh. chào cô giáo. Cô giáo dễ thương, nhưng mà anh này anh kinh doanh rượu, anh hơi uống rượu nhiều lo không? Dạ nhưng mà uống uống thì uống vì công việc thôi, với lại uống rồi đừng có về quậy là được. Có quậy không Dũng? Dạ không ạ. Trời ơi xỉn Uống rồi để sao biết. say, uống để say á? Dạ Phải, có bao giờ say đâu đúng không? Dạ Về đô cũng mạnh lắm á. tại vì mình uống mình nhậu nhưng mà mình phải kiểm soát được chứ. Được, vậy được đó. Dạ còn về điểm yếu của em là em hay quên, với lại em cũng hơi thẳng thắn á, mà sáng nay em đi em quên thứ. Quên gì vậy? Chút nữa em nói. Chúc em nói. Thấy có vẻ hơi quan trọng đó. Em hơi thẳng thắn á. Ví dụ hồi trước đó là cũng có một bạn em giới thiệu cho một người bạn á, mà anh đó hút thuốc, mà anh đó cầm điếu hút lúc mà ngủ mà thôi, anh đó cầm điếu hút đốt lên. Em nói là em không có chịu được mùi thuốc lá nên là anh để sau anh hút nha. Cái tí xíu anh đó bật thêm điếu nữa, cái đứng lên đi về luôn. Không, cái này đúng nha. Mình đã nói rồi, mình đã nói là mình không thích rồi, thì cái đó với lại hút thuốc nơi công cộng rồi cũng là được cái điều không tốt Ra đâu. cũng đúng, nhưng mà thật ra là ví dụ như là nếu mình khéo hơn mình tìm cách nào đó nhẹ nhàng hơn chút Nhẹ xíu. nhàng thôi, tức là mình vẫn ngồi tới cuối buổi nhưng mà mai mốt mình không gặp nữa hả? Thí dụ vậy. Gọng nổi anh Linh ơi, Gọng nổi Linh ơi. Tại vì em nghe một hút lá là em Ho bị khó thở, em bị khạc đó à, mà mà là em ông đã nhắc kỳ một lần rồi. đó, người ta đang ngồi thấy người ta ho hay thấy gì là biết rồi, quay ra chỗ khác đi chứ ai mà hút thuốc nguyên buổi đúng không? Hỏi bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Không, khỏe. Cho nhà trai tôi biết chút xíu gì đường tình duyên đi nè. Được. Dạ là em ly hôn 8 năm rồi. Dạ, em có một con trai năm nay 15 tuổi rồi. Tại lúc em kết hôn là em học cao đẳng sư phạm, xong rồi em đi dạy một năm là em kết hôn. Nên là con em thì nó cũng hơi lớn. Dạ tại nó lớn em mới lên đây chứ nó còn nhỏ nó không có cho. Đường trai đang ở với ai? Dạ ở với em với lại mẹ em ạ. Đó, bên kia là cũng mà lỡ lần đò rồi. Còn bên mình sao nè? Dạ em cũng có một đứa con trai 11 tuổi, hiện đang học lớp 5, cũng ly hôn được 9 năm rồi. 9 năm. Dạ con trai thì ở với ông bà nội. Rồi sau ly hôn mình lấy vợ bao nhiêu năm thì ly hôn? Dạ lấy được hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Có thể là em đi làm á, ít ở nhà và nhiều khi mình có những mối quan hệ như ăn nhậu á Đó 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 đó, cái đó dẫn là đến cái vấn nguy đề hiểm đó. nhất luôn á. Dạ. Mình đi làm mà ít về nhà là không có quan tâm đến vợ đúng không? Mình về nhưng mà mình về trễ thôi. Về trễ, như trễ nhiều lần không? Dạ không anh. Lúc có vợ rồi thì tuần đi khoảng một lần hoặc là hai lần là tối đa.
Về một tuần hai lần. Dạ. Về mấy giờ mới về? Thường thường em đi làm 4:30 về thì khoảng 7-8 giờ là về. Ừ. Có phụ cô ấy chăm sóc con không? Có vô tâm với cô ấy không? Dạ có chứ. Con cái thì ở trong bà nội nên là bà nội lo là chính. Còn cô ấy thì em có mở cho một cái tiệm để kinh doanh á. Ừ. Em có cũng ít ở nhà. Thật ra như thế này nè nhà trai, nó làm phải nói hơn một chút xíu về cái vấn đề này. Bạn kết hôn 2 năm là bạn ly hôn. Dạ. Trong 2 năm đó là vợ bạn mới sanh con. Dạ. Đúng không? Cái khoảng thời gian mà phụ nữ mới sanh con, người ta rất là cần cái người ở bên cạnh. Người ta tâm. Không có cần cha mẹ đâu. Thật sự lúc đó là họ cũng chẳng cần cha mẹ ruột đâu. Cần nhất là người đàn ông của cuộc đời mình. Dạ. Nên có thể trong khoảng thời gian đó đối với bạn, thì bạn nghĩ là bạn đã có sự chăm sóc rồi. Ừ. Nhưng mà cái người phụ nữ họ cần nhiều hơn như vậy. Linh của người đàn ông, Linh cũng có đôi khi uống rượu, nhưng mà nếu mình kiểm soát được cái thời gian uống ít lại, hoặc là mình đừng để là ảnh hưởng đến người bên cạnh thì cái này tốt hơn. Anh biết chắc chắn là còn sau đó còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà thôi mình dừng lại đó là được rồi. Đúng rồi. Chúng ta nhận được cái lỗi của mình thì chúng ta thay đổi nó là xong. Bây giờ mình mở một trang mới nè. Ừ. Mình muốn bắt đầu với một cái câu chuyện mới của cuộc đời mình với một người như thế nào? Dạ, có thể là biết lắng nghe và chia sẻ. Có những cái vấn đề mà mình cần nói với nhau thì mình cứ cởi mở, giống như bạn nói thẳng thắn á. Ừ. Cái điều đó là điều rất là tốt. Cô giáo chia sẻ, biết lắng nghe luôn. Ừ. Cô giáo mà, những cái gì anh nghĩ rằng em đề ra cô giáo làm được hết. Bên kia cũng nói được lý do chia tay với mối tình. Em thì có thể bực mí chút xíu, tại sao mình chia tay? Thứ nhất là ba của con em là làm kỹ sư xây dựng á, đi rất là nhiều. Khi mà đám cưới xong ở nhà 3 ngày là đi 1 tuần mới về. Rồi sau đó 2 tuần mới về, rồi có khi 1 tháng mới về luôn. Đi về là xỉn, là nhậu. Khi mà con em có 8 tháng là em phát hiện là ảnh có người ở bên ngoài. Rồi xong em cũng vẫn chịu đựng. Tại vì con nên em chịu đựng đến năm 2011 là cũng có nhà riêng, cũng xây nhà riêng. Nhưng mà lại em lại phát hiện là vẫn là qua lại với người đó nữa. Đến 2014 là đỉnh điểm rồi, em hết chịu nổi luôn. Là ảnh yêu tội hôn là em chấp nhận. Rồi thôi được, hiểu luôn rồi. Đó là những cái lý do mà. Nhưng mà em nghĩ là em cũng có khuyết điểm, có lỗi trong đó. Em lỗi không gì? Biết cái này là ưu điểm hay là lỗi nữa, nhưng mà em nghĩ nó là lỗi á. Tại vì em lo cho gia đình, cho chồng quá nhiều, mà cái bản thân của em thì em lại quên đi. Tại nhìn em lúc đó nó cũng lợm thợm lắm. Đúng. Đúng, chính xác. Phụ nữ hãy lo cho chính bản thân của mình nhiều hơn, hãy chăm sóc sắc đẹp mình nhiều hơn, hãy lo cho mình mũm mĩm mướp mếp nhiều hơn, để cho chồng không bỏ đi đâu hết trơn. Không, nhận ra cái đó hay đó. Cái đó không phải là mình làm để cho chồng mình không bỏ đi đâu, mà mình làm để mình tôn trọng bản thân của mình. Và tôi nghĩ phụ nữ có cái quyền đó, các bạn có quyền được làm đẹp. Để khi mà lỡ có vấn đề gì xảy ra, các bạn bước ra, các bạn cũng bước ra thật đẹp. Em gái, bây giờ em nói cho tôi biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào nè. Dạ, em thì cần một người đàn ông là biết quan tâm đến gia đình, có phải có bản lĩnh. Với lại là đừng có gia trưởng, cái gì cũng phải gọi là bình đẳng chút xíu. Rồi, hợp lý. Em có phát thảo, cái này hồi nãy em nói với chị là em quên á. Là em đi xuống tới đây tới chỗ để xe rồi em mới nhớ là em quên đem cái bản gốc theo. Cái này là em gửi in giùm em. À vậy hả? Đây là hình mẫu lý tưởng của cô gái. Đâu đưa qua đây coi. Không biết có giống miếng nào. Tôi coi coi. Mũi cao ha anh Linh ha. Mày giống tôi nhiều hơn. Trời, nghĩ sao vậy chồng? Tôi thì tóc trẻ vậy nè nha. Xưa tôi cũng được lắm á, tóc trẻ 5 năm đàng hoàng á. Không có giỡn. Bây giờ sao không trẻ nữa? Giờ hết tóc rồi không có trẻ nổi. Đó còn tóc, được không? Đẹp trai quá. Đẹp trai quá Phú hả? Không, nhưng mà đây cũng mũi cao mà. Thôi cũng được đi. Nói chung hình mẫu tương lai thì hơi đẹp. Hình vẽ thôi mà. Thôi không, vậy cất hình nó luôn đi. Cất hình luôn đi. Thôi được rồi. Cất để hình họ đi. Người thiệt coi nó giống hình không nha. Nhà gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Dạ. Rồi, xin chào nhà gái ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Và chào toàn bộ khán giả. Em tên là Nhung. Là bạn của Hiền, cũng là đồng nghiệp luôn. Qua trò chuyện thì em thấy anh này cũng nói chuyện cũng hiền, có vẻ cũng biết lo lắng cho gia đình. Thì hy vọng rằng người bạn phù hợp với bạn Hiền sẽ biết trân trọng những cái sự nỗ lực và sự cố gắng của bạn Hiền đối với gia đình. Dạ em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn. Dũng đi với ai Dũng? Dạ em đi với một người anh. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Về cơ bản thì bạn nữ bên này rất là ok. Bạn chín chắn và có thể là phù hợp với người phụ nữ gia đình. Trên đời này không ai sinh ra mà phù hợp với nhau ngay được. Trong quá trình mình tìm hiểu, mình sinh sống thì mỗi người nhường nhịn nhau một chút, có thể là sẽ hòa đồng với nhau hơn. Cũng hy vọng là hai em sẽ kết thúc sự độc thân của nhau trong sau chương trình này. Cảm ơn anh. Thôi
Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ em chào. Dạ em mình có món quà nhỏ nhỏ lần đầu gặp đầu tiên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là tranh mà em tự vẽ. Em cũng hơi bận nên em cũng vẽ vội, với lại em cũng mới đóng khung hôm qua. Tranh thì cây xương rồng, nó có ý nghĩa là em muốn là em cũng mạnh mẽ với cây xương rồng, dù ở mọi hoàn cảnh nào cũng có thể vươn lên được và sống tốt. Dạ cảm ơn em. Mà hai bạn về chỗ nào? Thật sự có thể lên đây là một cái duyên, nên anh cũng rất là vui khi mà được gặp em. Hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn, có thể chia sẻ với nhau một cái gì đó trong cuộc sống. Có thể như nếu mình, như mình có duyên thì có thể để đến với nhau, còn không có duyên thì hy vọng là mình sẽ là những người bạn có thể chia sẻ với nhau. Dạ. Em hãy nói cho nhà trai biết là trong gia đình thì em cần gì ở người đàn ông. Hồi nãy em có nghe anh nói là đi nhậu tuần hai lần, em cũng sợ. Thì em cần cái gì để em nói trao đổi với anh trước đi. Anh có khắc phục được không? Tại vì hồi nãy em có chia sẻ rồi đó, là em cũng sợ gặp người mà phải nhậu. Ví dụ như có việc thì một tuần hay là một lần nó cũng ít ít, chứ một tuần hai ba lần thì nó nhiều quá. Tại vì trong công việc thì có thể là sẽ có tuần không nhậu, nhưng có tuần có thể là nhậu nhiều hơn hai lần nữa thì sao? Tại vì cũng không mình không thể nói trước một vấn đề đó được. Nhưng khi công việc thì mình cần đi giao lưu thì mình phải đi thôi. Thực sự ra là mình cần chia sẻ và hiểu cho nhau cái điều đó. Nếu như mà mình không thông cảm, không chia sẻ cho nhau được thì sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Còn cái chuyện con cái tiếp theo thì sao? Mình trao đổi quan điểm như vậy luôn đi. Theo thì như thế nào nhỉ? Em nói với bạn gái đó. À, nếu như mà người chồng á, mà em cảm thấy đủ niềm tin thì em phải sinh nữa. Thì em cũng 38 tuổi rồi. Nhưng mà nếu cảm thấy không đủ thì em không sinh nữa. Tại vì một mình em nuôi một đứa rồi cũng đắm đuối lắm. Một mình em nuôi một đứa rồi cũng đắm đuối lắm. Có con rồi là có kinh nghiệm rồi. Dạ. Nên là nuôi thêm một đứa nữa cũng tốt mà. Rồi bây giờ Dũng bước tới, nắm tay Hiền, nói về những cái gì mình suy nghĩ về Hiền. Ai cũng sẽ mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Khi mà mình xác định ở đây rồi thì tại vì mình cũng muốn tìm một nửa còn lại, muốn mang về cho gia đình, cho ba mẹ một người con dâu thật là tốt, một người vợ Hiền, mà có lẽ là tên Hiền là chắc sẽ Hiền. Dạ nhưng mà tên của em là Mai Hiền đó chị Ngọc Lan. Là ngày mai mới Hiền hả? Hiền mong muốn điều gì về một gia đình, nói cho Dũng nghe đi. Dạ em cũng mong là có một người chồng đủ bản lĩnh, mà em phải đủ cái niềm tin để em đặt vào đó, có thể quan tâm, lo lắng và thương yêu con của em như là con của mình. Thôi, chúng ta trở về vị trí, chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hiền không bấm. Vẫn còn lo hả Hiền hả? Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng xin lỗi vì em không biết. Tại vì em lên đây là để tìm một người mà em cảm thấy thật lòng, thấy đủ niềm tin. Nhưng mà đối với anh thì anh có nhiều cái điểm rất là tốt, nhưng mà có một cái điểm mà em rất là lo lắng, nên là em không thể nào em bấm nút được ạ. Em hy vọng là anh có đi đâu xuống Tân Uyên hay Thủ Dầu Một, gì đó thì em có thể mời anh cà phê hoặc là mời anh bữa cơm cho em nấu ạ. Dạ. Cảm ơn em. Theo anh, nếu mà thật sự Dũng có một chút rung động đó, dạ, hãy cho mình cơ hội và cứ đến ăn, cứ bữa cơm tông. Ăn bữa cơm mà Hiền nấu. Dạ. Rồi chúng ta có thể như là những người bạn với nhau, tâm sự chia sẻ đi, biết đâu mình sẽ bấm nút sau chương trình này thì sao. Dạ. Có những người là đây bấm nút nhưng bây giờ họ cưới nhau rồi đó. Dạ. Nha. Thôi chúc hai em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là em hay cười mà cười không có điểm dừng á chị. Với lại em lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn. Được, cắn đau lắm. Thường là em cắn ai? Đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Đó giờ em ở chung với ai? Dạ chị em, bạn em ạ. Vậy mấy người đó chắc cũng muốn em có người khác á. Cắn cắn giùm ha. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ đôi lúc cắn cho nhớ chị. Quên không được chị.
Trời ơi, cắn mà cắn vừa vừa chứ cắn quá là chết người á nha, nguy hiểm lắm nè. Chị như em cắn nhẹ nhưng mà cắn nhay á, cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiều đó là cái đó là điểm yếu đó rồi rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút. Đúng rồi, còn nhỏ. Nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em thích em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. Hợp gì em? Hợp phong thủy, hợp tuổi. Có đi coi bói luôn hả? Em đọc, em coi tử vi thôi ạ. À. Tháng mấy em, tháng mấy? Dạ tháng mấy cũng được. 19 tới 8. Vậy nó qua tháng 7 rồi, được không em? Tính tháng 8 tốt hơn chứ. Không phải, bên đây thích sinh năm 87 hoặc 91. À, vậy tưởng đâu tháng 7 chứ. Giờ 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, thôi khỏe rồi. Rồi, bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập. Em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ, hoạt bát. Mọi thứ em làm được hết, em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. À, mấy bất động sản là lanh lợi lắm rồi. Mọi thứ làm được hết á. Đất mà xấu lắm quán cũng được nữa. Không có lo điều đó ha. Bên đây là bản lĩnh rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về tình trường mình đi bạn. Dạ. À, em được mấy mối tình rồi? Em được hai mối tình rồi anh. Hai mối tình. Dạ, một mối tình hồi em học 12. Rồi bỏ qua. Mối tình đó đơn phương, mối tình ngày xưa đó mà ha. Dạ. Sinh viên này kia. Mối tình sau khi ra trường thì sau 2 năm chia tay với lại là em ra trường luôn á thì có mối tình thứ hai. Dạ. Tới giờ là cũng được 2 năm anh. 2 năm cũng lâu đó. Dạ. Lý do tại sao chia tay? À, do là có những cái trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những gia đình em thay đổi với lại có những biến cố trong cuộc sống mình. Của gia đình thay đổi chứ đâu có liên quan gì tới mình đâu. À, tình yêu thay đổi. Tại do gia đình mình có những cái xảy ra nó không mong muốn, cũng là gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó muôn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Tức là gia đình em không có, tức là sao ta, gia đình nói chung có sự thay đổi mà có sự không đồng ý. Không đồng ý, dạ nên cô bé đó không có quen em nữa. Người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. À, cô bé có cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu khoảng 3 tháng sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Dạ. Rồi. Bạn nữ. Còn bên kia. Dạ em cũng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, 4 năm. Dạ. À, lúc đó là em cuối năm lớp 9 thi lên lớp 10 ạ. Trời ơi, nghịch quỷ. 4 năm, lớp 9 lên lớp 10. Dạ. Rồi thi đậu không? Dạ có, xong rồi em học đại học ở dưới Tây Nguyên được một kỳ là em vô Sài Gòn. À. Dạ. Rồi xong rồi chia tay. Tại sao chia tay? Cái lúc đáng lẽ là lúc quen còn ở dưới đó là cũng chia tay rồi mà tại vì chia tay không có được, ba má em không có thích tại vì tuổi không hợp ạ. Nên giờ em cứ đi kiếm tuổi cho hợp trước đã rồi tính rồi sau. Ôi, tuổi hợp rồi người không hợp rồi sao? Thì bởi vậy em hơi kén rồi. Là cũng nghe lời ba mẹ luôn, bây giờ rủ quen anh này đem về mà ba mẹ không chịu là cũng thua luôn đúng không? Không phải chị, giờ phải kiếm kỹ chứ, đâu có đem về tầm bậy được. À. Bữa cái người thứ hai của em là quen hơn một năm cũng đem về mà cũng không được luôn. Ba mẹ khó lắm hả? Ba mẹ đưa ra tiêu chuẩn gì? Tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc á chị. Nên ba má không thích khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao sau này mà cưới đó. Nên thôi, cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Em gọi điện gì cho ba má anh coi anh làm bất động sản ba má chịu không? Nhưng mà em thích con trai kinh doanh ạ. Nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không? Có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Trình chỉ cần sinh năm 91. Hợp tuổi. Không có cần phải hợp không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Còn cái mà 93 là tuổi không hợp nên ba má em không thích bạn trai cũ của em á. Dạ. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87, hai là ba má em phải chịu em mới chịu, đúng không? Rồi dạ. Ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập. Không có dựa vào gia đình có chính kiến nữa chị. Rồi. Đó, em kêu bạn trai phải có chính kiến mà em không có chính kiến vậy em thích là được, em phải thuyết phục ba mẹ em chứ. Em thích đem về ba mẹ em không chịu em bỏ người ta mà em biểu người ta có chính kiến. Thì bởi em không có làm được vậy em mới cần có người nắng em lại ạ. Trời đất ơi, rồi gì nữa? Em thích bạn trai... Anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Vậy hả? Vậy tại vì em không biết, em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén, anh lau nhà cho em được không? Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Đó.
Em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới để em lo. Được không em? Dạ được chị. Xạo quá. Tôi nghe mấy ông nói tôi câu này hoài, tôi thấy xạo cũng chết luôn. Em còn hỏi bạn gái coi giờ em cần điều em gì. Em nãy em nói gì rồi ta? Có điều gì em không thích? Bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Nói bậy là nói gì em? Ý là đi chơi với bạn sao cũng được nhưng mà nói chuyện với em đừng có mẹ má hay gì à, gì nói tục chữ thề đúng không? Dạ, nói với ai cũng được nhưng mà đừng có nói với bạn gái. Hả? Vậy có nghĩa là ra ngoài đường nói thì được, đừng nói với em thôi. Dạ thôi, không được là không được hết, người ta dạ, nói rồi, nhưng mà tại vì nhiều khi đi ra chơi với bạn bè mà con trai mà cấm vậy kỳ lắm chị. Thôi, người ta nói muốn biết người đàn ông như thế nào phải coi cách người ta đối xử với những người xung quanh chứ không phải là đối xử với mình. Trước mặt mình ta đàng hoàng, ra ngoài đường thì gặp người nào cũng nói tục chữ thề đâu có được. Thầy bảo quá, không có được. Vậy thôi anh đừng nói bậy luôn nha anh. Ờ, anh yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu, em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè? À, em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 93, 95. Dạ. À, thì bạn gái thì vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn khéo nói. Thì bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. ngoại hình À, ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Tại em nghĩ mình cũng không phải là người đẹp lắm nên không có yêu cầu cao được. Dạ. À, cái điểm gì không thích ở người bạn gái? À, em thích cô ấy tự lập hơn, thích cô ấy tức là sạch sẽ gọn gàng, thơm tho. Có ai gái nào mà thúi gái đâu nào mà không thơm. Nói gì đâu mà thiệt. Cô gái là phải sạch sẽ rồi thơm rồi, ai gái ở dơ vậy? Không, nhiều cô cũng đó, nhiều cô là bản thân là ha. Đâu có sạch. Nhiều cô là bình thường á thì đi chơi là sạch sẽ gọn gàng nhưng mà về nhà thúi quá. Cũng gọn gàng. Mà lỡ lâu lâu mà mình qua đột xuất sao? Mình phải lâu lâu mình qua đột xuất chứ. Trời ơi, ghê quá. Rồi, bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Để chị qua chụp cái mặt nè. Không hô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên em không. Hỏi anh có hô không? Hô hói bụng bự dính cái nào không? Có hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự chảng luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. Sao chị nói giống anh Linh chưa, nghĩa là mới cái vùng ven thôi. À vùng ven thôi, ở xa chị. Nó cũng lấy lắm à. Láng láng à. Nó gần gần ha, gần gần. À, em cao nhiêu? Dạ, em cao mấy 67 chị. À, mặt mày thì sáng sủa, da dẻ em rất là mịn màng. Trưởng phòng này chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá phải không? Dạ. Dạ luôn hả? À, mặt bằng chỗ đó thì phải bồi đắp thêm chút xíu, không nổi, không hô, không bụng bự, chuẩn. Dạ. Nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ thì thứ nhất là duyên số, thứ hai là khoảng ít nhất phải tìm hiểu 1 năm đến 2 năm chị. 1 năm đến 2 năm. Dạ, tại vì hai tìm hiểu kỹ, cưới vợ quan trọng. Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? À, cái nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó, lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô này đẹp lắm. Dạ thì nói chung là một hai tuần là cứ có thể là tại vì công việc của em á, hiện tại là em thu xếp được công việc của em nhưng mà em đang đi học Anh văn rồi em có nhiều thời gian lắm, khá bận nhưng mà cũng có thể thu xếp được. Có thể là lên chơi 2-3 ngày rồi về. Vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày rồi. Chơi 2-3 ngày rồi tối ngủ đâu? Thì tối ngủ khách sạn chị. Ờ thì đó, đúng mình phải học kinh tế phải có mới đi chơi với bạn gái được chứ. Trời ơi, ta làm trưởng phòng bất động sản. Không phải nhiều khi ý bụng lên xin ngủ ké hiên nhà người ta. Ba má người ta đâu có cho. Đâu ví dụ mình lì chị. Không được đâu em. Bên này cô này khó lắm. Dạ. Mình vậy được rồi đó. Dạ. Không em nghĩ lì được. Được, bạn này duyên nè, bạn này đẹp gái lắm, ráng lên đi cưng. Dạ. Ráng lên nè, có ghen không? Ở ghen xa vậy chị. Đâu có ghen không? Không, em nghĩ là hả em cũng không ghen đâu, tại vì do là thì hai bạn đó, tại vì mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Rồi bây giờ thí dụ nè, bây giờ cô này cô đẹp mà cô chịu về Sài Gòn lại, bây giờ cô chỉ cần người rước thôi. Nếu mình thấy ổn á, mình phải tiến nhanh để em đỡ cái thời gian mà đi lên đi xuống nó vất vả. Nếu mà giờ cô đồng ý mà về Sài Gòn thì em thuê nhà cho bạn đó ở trước, bạn đó đi làm em hỗ trợ công việc hay gì đó cho có luôn hả? Là chưa cần cưới, nghĩa là hỗ trợ bạn đó về Sài Gòn ở thôi để tìm hiểu. Bình thường, dạ đúng rồi. Bình thường. Dạ. Đúng rồi. Chị.
mấy nhà mẫu rồi ha, mình cho vô ở không phải không? Đâu có nói tệ dữ vậy chị. Thì nhà mẫu thì nó đẹp quá, em không nổi thì thuê phòng trọ gì đó cho bạn đó, nhưng mà thì bạn dọn dẹp nó sạch sẽ gọn gàng một nhưng cái mà phòng. Bạn đó ở mình thôi nha. Thì đúng rồi, chứ ở mình chứ em thích ở mình, từ từ nào không là được. Cái bạn đó ở một mình thôi đó, chứ đừng có ý định thuê nhà cho người ta là vô ở ké là không có. Không nha. Có, hiện tại em có chỗ ở của em rồi, thì bạn em thuê cho bạn đó ở riêng chứ. Để tìm hiểu rồi tìm công việc cho bạn đó làm. Dạ, đúng rồi. Không? Rồi được là mới tiến tới hôn nhân đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, nếu mà cưới nhau thì ở đâu? À, cưới nhau thì trước mắt là ở nhà trọ trước. Là trọ của em á phải không? Dạ, không thì cưới nhau thì có thể là em sẽ thuê một cái căn hộ hoặc là ở nhà trọ của em. Dạ đúng rồi. Bao lâu thiết kế hoạch bao lâu thì mới có thể mua nhà nổi? À, thật ra thì em mua nhà được nhưng mà em chưa muốn mua. Em muốn để dành tiền để làm ăn kinh doanh. Đúng, đúng, đúng. Miễn là có cái hướng mà nói vậy bên đây người ta nghe, người ta mới hưng phấn trong người, mới thêm điểm. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn chị. Được. Được em. Rất là có ý chí không? Có tiền không thèm mua nhà để kinh doanh làm ăn. Có nhiều anh chàng bảnh tỏ mới đặt mua nhà lấy le nhưng mà tiền không có đồng bạc trong người, công việc không ổn định là cũng không có ngon đâu. Vậy là ngon đó. Dạ. Ngon, đàn trai hơn đàn con á. Được rồi. Bây giờ mà đàn gái còn phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ không. Đêm qua phỏng vấn đàn gái. Ơi, ta đẹp, ta có quyền. Trời ơi, đừng ăn hiếp, ăn hiếp quá hả? Chúng đẹp có quyền. Ừ, đẹp. Đẹp. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm rồi nha. Đẹp trai lắm à. Dạ. Nói thì thôi chứ đẹp trai lắm. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Ở đi làm em. Cưới mới không, về hả? Không cho vô chị. Khi nào cưới nói là muốn vô Sài Gòn thì khi nào cưới chồng rồi vô. À vậy yeah. Chắc phải cưới gấp quá em ơi. Dạ. Em nói là có quen ai thì sang năm cưới rồi vô luôn. Nhưng mà ví dụ chỗ như lên thăm ảnh gì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có đi. Chứ bữa giờ em về đây, về Buôn Mê mấy tháng, 3-4 tháng là em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Dạ. Nhưng vấn đề vẫn đang lo là thí dụ như anh với em, anh đó với em mà thương yêu ha, đồng ý hẹn hò xong rồi yêu thương nhau này kia, rồi cái dẫn về ba má nó không chịu. Chuyện nó đang lo đó. Rồi sao? Không, mà cái kiểu này chắc ba má em chịu rồi á. Sao vậy? Kiểu sao này biết? Là kiểu gì? Sao em biết? Thì nó không có giống hai người trước đấy ạ. Không giống chỗ nào? Dạ, nghề nghiệp với lại tuổi. Dạ, mà với lại chị Cát Tường kêu cũng đẹp trai rồi. Đẹp trai à? Đẹp trai, được. Đúng á. Khoái đẹp trai, nó đẹp trai cười mắc cỡ thôi kìa. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi. Chứ không gì mà không đồng ý hết. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Tại vì sợ khổ là tuổi không hợp là về cũng khổ. Ừ. Mà nghề người kia không được nên cũng khổ nên không cho quen. Còn giờ anh này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì chứ, sao em biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Dạ. Em có tật xấu gì không? Dạ có, nhiều lắm. Tật xấu gì? Em vui vô là em hay đi chơi quá lố á anh. Vui chơi quá lố còn gì nữa không? Rồi ạ. Em hay xử bậy bạn bè em lắm mà sao bạn em nó cứ nghe theo lời em rồi xong như là banh hết luôn. Xử bậy nữa. Dạ. Mà sao ai cũng nghe hết rồi xong nghe theo làm xong cái việc đó là rồi. Qua ngày mai là đứa nào cũng hối hận hết. Nó chơi vui được nhưng mà nửa giờ chồng lấy nhau đừng có xúi chồng làm ẩu nha. Nó đang làm ăn đang lên, nó đang lên xúi cái bỏ nữa. Nó đang kinh doanh ngon lành đó nha. Không, trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ có hai bạn thân em ạ. Bạn ở Sài Gòn hay bạn ở trên? Dạ một bạn học chung với em lớp 8 đến giờ, một bạn ở Sài Gòn mà hai bạn thân. Rồi, đâu cho mời. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Biết rồi. Sau lưng em á. Được rồi em nói đi nè. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Em xin nhận xét về bạn của em á, là bạn em có ưu điểm á, là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình. À, rất là lanh, nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm á là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Bạn em thích ở Sài Gòn lắm. Tại vì ba mẹ bắt lên Buôn Mê thôi, nhưng mà ao ước của bạn lúc nào cũng được lấy chồng Sài Gòn để ở lại Sài Gòn. Cho nên là bây giờ nếu như mà được lấy được anh mà có điều kiện ở lại Sài Gòn thì chắc là bạn em vui lắm. Còn em xin nhận xét về bạn về anh á là nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chững chạc, công việc ổn định. Em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Thấy chưa, chị nói hợp là hợp mà. Em gái dễ thương quá, em có bạn trai chưa? Em có bạn trai chưa? Dạ chưa chị. Chưa, sao không đăng ký lên đây ngồi luôn. Trời ơi. Dạ tại em thấy em còn trẻ cho nên là em chưa có muốn lấy chồng. Là ý em nói bạn em là ham vui sớm phải không? Phải không? Dạ mỗi người mỗi suy nghĩ khác chị ơi. Em nói lại đi, em giới thiệu em tên gì, em bao nhiêu tuổi. Ở đây nhiều người coi chương trình lắm, biết đâu người ta tìm đến em. Em tên là Thu Giang, em năm nay 22 tuổi. Rồi,
bằng tuổi nhau luôn ha. Thu Giang làm công việc gì Thu Giang? Dạ em làm môi giới bất động sản. Ôi ôi, dữ dằn này chi. Hợp luôn rồi. Rồi cảm ơn em. Em môi giới bất động sản khu vực nào? Dạ em làm quận 1, quận 3, quận 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Chút kiếm anh miếng nha. Em môi giới khu quận 9. Quận 9 hả? Dạ em đầu tư thôi anh. Kiếm anh miếng luôn nha. Dạ đúng rồi. À, như vậy là có thể thuận lợi bước đầu đó em trai. Dạ. Rồi, bây giờ anh trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ của em anh Sơn. Rồi chào anh. Rồi nói đi anh, được rồi. Alo. À, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó. Thì em biết Khoa cũng được 10 năm rồi. Thì đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm. Trách nhiệm trong công việc lẫn như là cái cách sống của mình. Vì vậy nói chung là em nói về Khoa hai từ thôi, đó là một người bản lĩnh. Yeah. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Vì vậy em nghĩ là bạn nữ đạt được gọi là 80%, 70-80% cái điều mà Khoa đang đi muốn kiếm. 70-80% là quá ngon rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Còn phần còn lại thì không biết là do hai bạn có đến được với nhau lâu. Em có gia đình rồi hả em? Dạ thì em cũng có gia đình rồi. Em làm bất động sản lâu chưa? Em làm bất động sản cũng được 5 năm. Trời ơi chắc giàu, sao vàng đeo nhiều quá cho chị bớt nhé. Cảm ơn em. Dạ dạ. Nhìn chói mắt quá. Chỉ cái nào Khoa làm nhanh nhanh có vàng là đeo để cưới vợ nha. Thôi bây giờ rồi. Là do hai bạn thôi ha. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Bây giờ ăn thua là cảm xúc ha, trái tim có nhịp nhịp không nha. Cố lên, được cái về Sài Gòn ở luôn. À, chào em. Em chào anh. À, anh tặng em. Em cảm ơn. Chào ấy Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Dạ, tên Khoa. À, cảm ơn em. Anh ơi. Em thấy anh thế nào? Nó có hơi săn lấp mặt bằng chút xíu thôi, sao bỏ qua em. Được hết rồi đó. Tính ra anh cũng không cao lắm không? À, anh nghĩ tầm ổn. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cô coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Anh có hỏi gì em không anh? À, anh muốn hiện tại thì em có thích làm kinh doanh không? Dạ có, nhưng mà em thích kinh doanh riêng, ý là tự về nhà kinh doanh cái gì đó. Em có một kế hoạch gì chưa? Nếu mà kinh doanh riêng em sẽ làm về cái vấn đề kinh gì? Doanh thì em chưa, nhưng mà tương lai của em thì em có xác định là sau khi em đi tham dự chương trình về là em có cái hướng để làm rồi. À, vậy hả? Làm thì... gì chia sẻ cho anh giúp đó. Không đúng rồi, tại vì không anh... có liên quan gì đến kinh doanh hết chị. Sao kinh doanh mà không liên quan gì tới kinh doanh? Em thích kinh doanh nhưng mà cái đó để sau đi, tại vì bây giờ chưa, em nghĩ chưa phải lúc ạ. Ok, thì khi nào em cần anh sẽ có những cái gợi ý tốt để có thể hỗ trợ em. Dạ. Rồi. À. Xa thế là hẹn hò sao đó, tính trước đi. Không thì tại vì em làm em ở Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ. Thì anh cũng thấy thật sự là anh nghe Buôn Ma Thuột thì anh cũng chưa biết. Chưa nó nằm ở đâu nhưng anh. Mà anh trời tưởng tượng là nó Tây Nguyên thì nó cũng ở giữa bản đồ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được anh ạ, lo làm đi anh. À. Em có thể xuống thăm anh khoảng nửa tháng một lần được không? Thôi 1 tháng đi anh, nửa tháng nhanh quá. Dạ. Sắp xếp công việc 1 tháng cũng hơi khó. Dạ. Dạ. Ok thì bình thường thì anh nghĩ là cái thời gian mà tìm hiểu thì anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? À, thứ nhất là mình có anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình, ví dụ như tối 3-5-7 từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em, hoặc là anh nếu là anh tập trung vào cái gọi là xả stress của anh, cái vấn đề vui chơi của anh. Dạ. Còn ngày thường thì anh vào những cuối tuần thì anh có rảnh thì anh sẽ làm công việc. Và ví dụ mình rảnh thì có thể ngày trong tuần là anh rảnh nhất, và 24/6 thì anh lại khá rảnh vào những buổi tối. Ý là có khi nào mà anh bỏ cái nguyên tắc của anh đi được không? Lý do bắt buộc hay gì đó? Không phải là lý do bắt buộc mà anh nghĩ là nó tốt cho bản thân mình, thì mình sống nó có những cái nguyên tắc á thì mình sẽ tốt hơn. Còn ví dụ em cứ anh cứ vui chơi, trước đây thì anh cũng vui chơi tại vì em còn trẻ, anh cũng hơn em khoảng 5 tuổi. Thì trước đây anh cũng ham chơi, thì nếu chơi hoài thì mình không có những cái gì mình đặt ra thì mình khó vươn đến được cái mình muốn. Ủa xí cho tôi chen vô chuyện hai người, cái tự nhiên tôi ngứa miệng quá. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ
một tuần ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy đi đánh tennis, bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Lịch gì đi đánh tennis mấy giờ? 6 giờ đến 9 giờ. 6 giờ 9 giờ tối hả? Dạ. Rồi giờ nào vẫn và thứ bảy là đưa bạn gái đi chơi ăn uống cà phê pháo coi phim lúc nào? Thì còn chủ nhật mà chị, còn thứ hai tư sáu. Bây giờ chuyển lại đi, em đi đánh tennis 2-4-6 đi, còn cái 3-5-7 đi chơi bạn gái được không? Cái đó khó chị, tại sao khó? Mình chơi cũng 5-6 năm rồi, có anh em hết rồi mình. Ủa thì bây giờ cứ chơi mà đổi lại cái bây giờ hồi đó không có bạn gái. Trời, khác, còn bây giờ có bạn gái một khác. Một người vì mọi người chứ, mọi người sao vì một người được chị? Ủa vậy thì ở với mọi người luôn đi, lên đây kiếm vợ làm chi? Trời đất ơi, mọi người coi chương trình mà nói tôi không giữ tôi chịu, nhưng mà tức quá, cái này tôi phải hỏi đúng không mọi người? Không. Nếu mà thấy Cát Tường nó đúng, vỗ tay cho Cát Tường coi. Không, tôi bên này nè, cái chỗ này nè, anh làm bất động sản. Thứ bảy đi đánh golf để làm gì? Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy. Mà bỏ thứ bảy thì ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng à, thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Vào đánh tennis là chuyện thứ yếu thôi. Cái chuyện đánh tennis là để làm quen, để mua bán bất động sản, để hướng đến tương lai. Thôi đừng có lấy cái lý do đó thiệt mà. Giống như tôi là tôi làm nghệ thuật nè, xong cái tôi quen lần 2-3 anh, cái thằng kia nó nói em đừng có về đặt lấy cái chuyện làm nghệ thuật mà em cái chen vô, em có ý đồ gì em nói đại cho rồi. Em cũng vậy thôi, làm gì có cái chuyện đó, làm gì điện thoại thì không nghe máy. Không phải, thì mình phải có một cái thời gian riêng cho mình với chị, chẳng lẽ lúc nào bạn đó gọi cho em á là cũng nghe máy hết, em sẽ nghe máy tất cả mọi thứ. Nhưng mà có thể thời gian riêng cho mình chứ. Không, tôi thích gọi cái ngày thứ bảy, em gọi chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ 9 giờ em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được không em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng. Ủa mà anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là hả, xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó, còn không. Nhiều thứ để mê lắm, anh có mê tennis thôi. Anh không, thì anh chỉ mê cái đó thôi, tại vì mấy cái kia thì anh lại không mê lắm. Rồi ví dụ mà anh đi chơi với đồng nghiệp hay này kia các kiểu mà bạn gái anh có hay dắt đi theo không? Nếu thích thì đi theo thôi, bình thường có gì đâu. Không, anh... mà ý là anh phải để cho người ta mở miệng rồi anh mới dắt hay là anh rủ trước? Không, anh sẵn sàng rủ chứ. Ví dụ em thích đến chỗ anh chơi thì anh sẽ rủ em đến chơi. Làm sao được anh biết được là em thích hay không? Không lẽ cứ em phải thích là anh mới mời hả? Làm sao anh biết được em có thích hay không? Không, anh sẽ thứ nhất là anh sẽ hỏi ý em. Đầu tiên anh phải hỏi ý em. Mà em đồng ý thì anh mới chứ. Tất nhiên anh phải tôn trọng cái ý kiến của em. Anh luôn tôn trọng những ý kiến của người phụ nữ bên mình. Rồi sao anh hỏi em gì nữa không? À, bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu theo em? Dạ. Bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau. Tại vì em muốn vô liền. Không, vấn đề thì thật ra anh cái vấn đề cưới á, anh là người khá kỹ, khá tỉ tính về vấn đề đó. Tại vì anh muốn một cái gì đó đối với anh, cái gia đình nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc nó trọn vẹn, chứ anh không muốn ví dụ có thể là cưới xong là chia tay, anh không muốn điều đó. Tại anh muốn một cái gì đó đã thật sự, cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường, chứ anh không muốn đi giữa đường đứt đoạn. Ví dụ anh có em muốn lên Sài Gòn, em hơi khó khăn lúc đầu, anh có thể thuê nhà hay gì đó hỗ trợ em, cho dù là bạn, không nhất thiết phải là người yêu. Dạ. Anh ở đây với ai vậy? Anh ở đây một mình. Ba mẹ anh ở Đà Nẵng hả? Ba mẹ anh ở Đà Nẵng. Rồi cưới là ở đây luôn hả? Đúng rồi, cưới thì ở đây. Là ba mẹ ở ngoài đó luôn. Ba mẹ anh sẽ ở ngoài đó luôn. Dạ. Rồi anh muốn hỏi em một chút, tại vì cái dự định của anh, đúng rồi chị, thì anh muốn hỏi em nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài thì em có sẵn sàng đi, nếu như mà quen á, hoặc là không quen không biết nha, nhưng nếu mà như quen nhau á thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không, đến một cái vùng đất nào đó mà anh mong muốn em không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước á là chụp hình cưới ở nước ngoài. Em ước vậy thôi, chứ còn cái việc mà sống ở nước ngoài thì em chưa nghĩ tới bây giờ luôn. Không thì cái đó cũng là gần ở nước ngoài, cũng gần Campuchia. Cái đó là những cái dự định. Đi cũng gần thôi. Không, cái đó là những cái dự định thôi của anh, của tương lai. Tại vì giờ chỉ ước muốn ở Sài Gòn thôi là vui rồi. Không, ở Sài Gòn thì là vui nhất rồi. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à. Cảm ơn em, và đó rất là tuyệt vời. Rồi, thôi. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa để nói những gì mà nãy giờ chúng ta cảm nhận về cái người đối diện mình. Nói cho đúng những suy nghĩ nha, từ trong bụng mình á, chứ không phải mình nói gọi là ngôn tình ngôn tiết vậy đây. Anh dạ. Muốn 30 giây này phải thật lắng động, hãy nhìn nhau thật kỹ.
nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì. Mời hai bạn, 30 giây bắt đầu. À, hôm nay mình gặp nhau là một cái duyên. Đối với anh nghĩ là một cái duyên, thì nếu như có cơ hội, hãy cho nhau một cơ hội. Anh sẽ cố gắng thu xếp thời gian và công việc của mình đến lên trên đó để gặp em, đi chơi với em. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Hết thời gian. Đến đây là cái duyên với nhau. Em muốn nói một câu nữa anh. Rồi, nói đi, cho nói. Mời bạn. Hay nha. À, nếu em là một... nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á, thì anh sẽ không bao giờ khóc. Em hiểu vì sao không? Dạ, tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác, cảm ơn em. Chúng ta chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất nhanh. Thôi, đây đây, bấm nút không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu, mà bấm nút là đã trao nhau cái duyên rồi. Dạ. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. À, anh hôn một cái nha. Dạ. Dễ thương, cặp đôi này rất là dễ thương. Vấn đề là thời gian tìm hiểu nhau phải thật kỹ nha. Dạ. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.